băng đấy nhá. Bình định đó chúng ta thấy họ mạnh ở sân nhà và họ đi sân khách thì như bạn nói họ chưa có điểm, nhưng mà đó cũng là vấn đề chúng ta thường gặp đối với các cái đội mới lên hạng. Rồi dần dần họ sẽ thích nghi và họ sẽ thể hiện được cái khả năng của họ khi mà đá ở sân khách. Ngoài ra thì cái lực lượng của Bình Định cũng là đáng ghi nhận, họ cũng là một đội nguy hiểm khi họ có những cầu thủ đã có tiếng tăm ở giải V-League của chúng ta như Mario hay là trung vệ người Hàn Quốc, cũng là một đối thủ cạnh tranh sòng phẳng chứ không chỉ là lấy cái mục tiêu là trụ hạng không. Và huấn luyện viên của họ cũng là một huấn luyện viên giỏi. Cái điểm số ở trên bảng xếp hạng như chúng ta thấy rõ ràng là khiến chúng tôi thất vọng, và nó ở rất xa so với những gì tôi kỳ vọng trước mùa giải. Thì trong cái trận đấu ngày mai nó cũng vậy, chúng tôi vẫn cố gắng tạo ra những cơ hội, và điều quan trọng tôi ghi được bàn thì tình hình sẽ trở nên sáng sủa hơn.